Việc gì mà gấp gáp thế? Em đang mải ôn mấy bài múa cho chương trình hội làng. Hội viết trả hè, dạo này là thím lề mề lắm đấy. Gớm, chúng em nhà nông cấy hái, có bao giờ nghĩ đến giờ giấc gì đâu. Nào, có việc gì, bác nói mau, em còn phải về đi tập. Thím đừng có coi thường, đây là việc hệ trọng, phải họp bàn cho dân chủ, cho thấu đáo. Việc gì mà quan trọng thế hả bác? Thế này thím ạ. Ý tôi thế này, muốn đi xây lại cho nghi thật bề thế, nhất nhì luôn cả vùng mộ phần mì của mẹ cha, cho xứng đi bao công lao, dưỡng dục y sinh nhì thành, tháng năm dài bao khó khăn gian nan vất vả, y nhọc y nhằn lì. Không là không thế nào, ít ra thì mọi người cũng biết đó là mộ phần thân phụ thân mẫu của một cán bộ như tôi. Ý tôi đã quyết rồi, sẽ xây cho các cụ thật to. Bác ơi, nghĩa trang làng mình làm gì còn nhiều đất, và lại xã cũng không cho xây to ngoài quy định đâu bác ạ. Không cần, ta cứ bỏ luôn cái ruộng phần trăm của các cụ ra mà xây. Cần thì mua thêm của nhà bà Tí bên cạnh mấy miếng nữa. Mình xây trên đất ruộng nhà mình, ai cấm? Bác làm thế, các cụ nhà mình sẽ không đồng ý đâu. Bác à, khi xưa các cụ sống rất ni thành ni bần, quanh năm nắng mưa xuống đồng chặt chi, đồng luôn chật hẹp, nhân khẩu tăng nhiều, xuống đất không sinh đòi nó trông cày vào đất cày, tấc đất thâm đẫm sọt mồ hôi máu xương thế hệ trải bao đời, đất vẫn ví tấc vàng bà bác ơi. Nay ta phí hoang để rồi đem lại ích chi,
sự vẫn quay vòng. Tây trúc nương bóng Phật từ bi, sẽ mây cưỡi hạc về non bồng, xây cất to lớn để làm ý chí. Bác ơi, lúc sống không lo báo hiếu mẹ cha, lúc mất đi rồi muốn làm gì cũng không được. Cúng dỗ yến tiệc đầy bàn mẹ cha đâu ăn được, mộ phần lộng lẫy nguy nga cũng chỉ để chứa cho cốt mà thôi. Nói như thím, thì cha mẹ mất rồi ta không cần báo hiếu nữa sao? Có chứ bác, nhưng còn gì tốt hơn khi ta chăm sóc mẹ cha lúc còn đang khỏe mạnh, được nhìn các cụ ăn ngon miệng, cho dù chỉ một miếng bánh, một bát canh. Hiếu đạo ấy không tiền nào mua được. Bác thử nghĩ xem, nếu bây giờ lễ vật được thánh thần thu hết, thì chắc gì đã dám cúng dám dâng. Thím nói như vậy là ám chỉ chúng tôi hiếu đễ miệng phải không? Ấy chết, em đâu dám nói bác. Nhưng bác cứ nhìn đời mà xem, vô khối kẻ cứ khoe mình là tín tâm, tín đức, ấy vậy mà hở ra là ăn cắp, tham ô, lừa đảo. Nực cười thay, còn có những kẻ đến cửa thánh trần xin ấn để làm quan, rồi bòn rút của công, tham lam vô độ. Vậy thì đức thánh nào phù hộ cho những người như thế? Tổ tiên nào vui với vật bất lương? Chú mất rồi, phận dâu con thím cũng phải cùng chúng tôi báo hiếu ông bà chứ. Em đã hết lòng bao năm rồi cùng chồng, dạy rằng nếu một người tu hành đắc đạo, mẹ cha sớm được sinh thiên. Bây giờ muốn báo hiếu mẹ cha thì hãy gắng làm điều thiện nghĩa, tích đức tu tâm, đọc kinh niệm Phật, linh hồn mẹ cha sẽ mau siêu thoát. Tiền của kia mang làm ân đức, cha mẹ sẽ sớm được sinh thiên. Bây giờ cháu con đã thành đạt thì chúng ta cần phải làm cho các cụ hoành tráng để hãnh diện với đời chứ. Hãnh diện với đời,
không phải do lăng lớn mộ to, mà do khi sống họ đã làm gì cho đời. Xưa Đức Phật chỉ dưới gốc Bồ Đề tu niệm, mà cả thế gian tôn kính đến ngày nay. Các cụ nhà mình xưa thuần phác nông dân, sống giản dị hiền lành như bao người khác. Theo em, cứ để các cụ hài hòa cùng làng xóm, bày vẽ ra làm chi cho lãng phí bác ơi. Với lại, ai cũng đua nhau bỏ tiền ra xây mộ phần thật to, thật lớn, thì thế hệ mai sau lấy đất đâu mà sinh sống hả bác? Thôi im đi, thôi im đi, xin thím đừng nói quàng nói xiên, nói quàng nói xiên tôi không nghe. Dẫu sao cũng là bè mép, dẫu sao cũng là bèn mép, mà để lo gì, mà để lo gì, mai sau việc hôm nay cứ làm đi đã, việc mai sau hãy để sau lo, hãy nghĩ làm đi cho mắt ni thấy tai nghe. Việc xây to với bé ấy là chuyện dương gian, ấy là chuyện dương gian ta với nhau thôi. Chứ em quan niệm lại khác, chứ em quan niệm lại khác, việc hãy nên làm, việc hãy nên làm theo em là lúc sống cần chăm sóc, rồi mai sau người khuất bóng, bây giờ ta không vương chút ân hận chi. Cái thím này chỉ được cái cãi ngang. Thôi không bàn nữa, tôi quyết. Bác báo hiếu theo cách của bác, em báo hiếu theo cách của em. Nếu bác quyết thì tùy bác. Chào bác, em về. Đồ, cái đồ con bất hiếu.